mũi K2 throwback loop, tức là chúng ta sẽ đan K2 mũi cùng một lớp. Nhưng mà bình thường là chúng ta đan K như thế này, thì cái mũi throwback loop tức là chúng ta sẽ đan về phía sau, về cái chân phía sau của nó, các bạn luồn que đan vào hai mũi cùng một lúc như thế này, sau đấy đan K như bình thường, là chúng ta đã giảm được một mũi. Và cái mũi giảm này nó sẽ nghiêng sang bên trái của sản phẩm. Mình lặp lại nhé. Ở đây cái mũi này mình hay dùng để giảm mũi ở phần tay áo. Nó sẽ nghiêng về phía này.